xem hai chiếc xe cứu cùng giải cứu chiếc máy bị chìm các bạn. Này xe cứu bị sạt bờ các bạn. Giờ chuẩn bị giải cứu. Quá trời, chỉ còn cái tay. Mà cái bờ cho đó bị sạt từ giờ không có lên được các bạn. 05 ở bên đây. 03 ở chứ ngay chỗ trực diện để chờ giải cứu. Xem phải giải cứu làm sao. Hai con này không biết có giải cứu được không nha các bạn, cùng chờ xem với mình nha. Nói chung đi nghề xe cứu rất là vất vả các bạn. Cái chẹt của anh em mình leo lên mà nó bị trượt bánh rồi chạy xuống sông luôn. Đất ở đây đa số là đất vuông, lại nó không có cái chân nữa các bạn, nó dễ bị sạt bờ lắm. Về vuông làm công việc đó thì bởi nó là khả năng rất là nguy hiểm, mà xuống sông là chuyện bình thường, hoặc là lúng lầy là chuyện bình thường nha các bạn. Làm ngày không có nhiều hết trơn mà bị này. Giờ 03 đi rồi phải bắt dĩ mới đi được, còn không bắt dĩ là lơ mơ là cũng bị lúng luôn. Cái đó là cái bờ đó các bạn. 05 cũng vậy, muốn di chuyển bò đi tới lui thì phải có cái gì. Giờ 05 bò lại để chuẩn bị giải cứu. Chùa chạy lắm. Anh em đi nghề xe cuốc phải nói là rất là vất vả và chua chát lắm nha các bạn. Về vuông này là thua rồi, cứ làm vài đợt thì có một chiếc phải văng xuống sông như thế này nè. Này là sạt bờ nha các bạn, chuẩn bị xem giải cứu nha. Công năm tiếp tục lấy dĩ rồi nè để tiến hành giải cứu nha. Sợ cái nền nó không chắc, bởi vì lấy dĩ lót. Con này
Hiện tại thì anh em đang bắt xích ở dưới cái chiếc đang chìm để mà cho hai chiếc này ở trên bờ kéo luôn. Sơ sẩy cái là xuống sông liền. Sùng quá anh cháu rồi. Làm đâu xe anh làm đâu? Hôm qua bán chứ. Cô chạy sát bờ để thuận tiện lưu thông.